đó là chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các trung gian. Thì như vậy ở đây các anh chị thấy rằng là công ty có thể sẽ có những cái chính sách ưu đãi riêng, ví dụ như là có thể sẽ hỗ trợ kinh doanh nè, hỗ trợ phương tiện vận chuyển nè, hỗ trợ trong cái công tác huấn luyện bán hàng nè, hoặc là hỗ trợ trưng bày vân vân. Thì đây cũng là những cái cách thức để mà thứ nhất là góp phần đưa cái sản phẩm đến khách hàng tiêu thụ cuối cùng một cách có hiệu quả, nhưng mà một mặt khác thì đây cũng là một yếu tố để có thể hỗ trợ cho các trung gian và tăng cái lòng trung thành của các cái trung gian phân phối đối với công ty. Thì đây là một số những yếu tố mà chúng ta có thể lưu ý tới. Và một quyết định trong chiến lược kênh đó là vấn đề tổ chức và quản lý kênh. Thì trong tổ chức quản lý kênh, các anh chị cần phải lưu ý đến một số những vấn đề sau đây. Thứ nhất là công ty sẽ xem xét đến việc xác định nhiệm vụ và quyền hạn của các trung gian. Và nhiệm vụ quyền hạn của các trung gian thì có thể thông qua những cái hợp đồng hoặc là thông qua những cái thương lượng ban đầu. Đúng không ạ? Cái thứ hai là công ty phải xem xét đến việc tổ chức và quản lý các hoạt động bán hàng trong kênh. Và vì vậy ở đây các anh chị thấy rằng là trong cái hoạt động mà bán hàng đó thì công ty sẽ có những cái chức danh và có những cái người quản lý ở trong từng cái cấp hoặc là trong từng khu vực thị trường. Đúng không ạ? Và trên cơ sở đó thì họ sẽ xem xét đến những cái hoạt động bán hàng. Vân vân. Và một trong những vấn đề quan trọng là vấn đề kiểm tra và giám sát kênh. Ví dụ như là giám sát công nợ, theo các anh chị có cần thiết không ạ? Rõ ràng là có. Giám sát việc thanh toán, giám sát việc tiêu thụ và đặc biệt là giám sát các chương trình marketing có thể triển khai trong cái hệ thống kênh phân phối đó. Thì đây là một số những vấn đề mà trong tổ chức quản lý kênh thì các công ty cần phải lưu ý để có những quyết định cho phù hợp. Và vấn đề cuối cùng mà chúng ta có thể xem xét trong chiến lược phân phối đó là những hoạt động phân phối vật chất hay trong thực tế người ta có thể sử dụng những cái thuật ngữ khác nữa, ví dụ như là công tác hậu cần hoặc là những cái hình thức mà người ta gọi là logistics, đúng không ạ? Và như vậy trong cái công tác phân phối vật chất thì người ta sẽ lưu ý đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là công tác giao nhận, ví dụ như là nhận đơn đặt hàng nè, phân phối hàng hóa nè và giao hàng cho khách hàng. Cái thứ hai là nó liên quan đến việc là vận chuyển hàng hóa, thì người ta phải xem xét đến việc là các phương tiện vận chuyển như thế nào, lựa chọn các phương tiện vận chuyển như thế nào, giám sát những cái dòng vận chuyển đó như thế nào, hệ thống kho hàng, ví dụ như là những hoạt động lưu kho, dự trữ hàng hóa, và đặc biệt là ở đây chúng ta phải xem xét đến việc là phải lưu những cái hàng tồn. Nhưng ở đây thực ra nếu mà lượng hàng tồn quá lớn thì sẽ ảnh hưởng bất lợi đến cái hoạt động phân phối sản phẩm, ví dụ như là ảnh hưởng đến cái chi phí dự trữ lưu trữ hàng hóa nè, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là cái vòng xoay của cái tiền mặt này vân vân. Do đó ở đây thường thì cái lượng hàng tồn á, mà người ta thấy rằng là có và dấu hiệu là cái lượng hàng tồn lớn thì như vậy ở đây người ta sẽ sử dụng những cái biện pháp marketing để đẩy cái lượng hàng tồn ra thị trường, đúng không ạ? Và một cái nội dung trong cái phân phối vật chất đó là người ta sẽ giám sát các dòng vận chuyển hàng hóa, giám sát dòng vận chuyển hàng hóa. Nghĩa là người ta sẽ phải có những cái hệ thống để mà người ta có thể quản lý và giám sát những cái dòng vận chuyển hàng hóa đó. Thì như vậy trong thực tế thì các công ty người ta có thể giám sát thông qua cái hệ thống mạng là một. Cái thứ hai là có những cái hệ thống tổ chức và quản lý ở trong kênh để có thể giám sát được cái dòng vận chuyển hàng hóa đó. Do đó ở đây người ta sẽ có những cái số liệu thống kê là lượng hàng hóa tại kho, lượng hàng hóa tại các nhà phân phối, lượng hàng hóa đang trên đường di chuyển hoặc là lượng hàng hóa tại những điểm bán vân vân. Để trên cơ sở đó thì họ có những cách thức điều phối hàng hóa một cách phù hợp và có hiệu quả. Thì đây là toàn bộ nội dung của cái quyết định trong phân phối vật chất. Chúng ta đã xem xét đến những cái quyết định liên quan đến chiến lược phân phối sản phẩm. Và như vậy, trong chương này, các anh chị cần phải lưu ý đến một số những vấn đề sau đây. Thứ nhất là khái niệm về hoạt động phân phối. Và trong khái niệm này thì những cái khái niệm cơ bản mà các anh chị cần phải lưu ý tới nè. Thứ nhất là kênh phân phối, trung gian phân phối và các dòng lưu chuyển ở trong kênh. Phần này tôi không trình bày, tuy nhiên trong sách marketing căn bản trình bày rất rõ. Và các anh chị cố gắng nhớ các cái dòng lưu chuyển ở trong kênh. Thứ hai là các quyết định trong chiến lược phân phối. Thì về cơ bản,
Các anh chị cố gắng nhớ là cái một số những vấn đề liên quan đến chiến lược phân phối. Và thứ hai là các quyết định ở trong kênh, bao gồm thứ nhất là chiến lược kênh. Như vậy trong chiến lược kênh, các anh chị nhớ là các cái dạng kênh, chiến lược kênh phân phối, như chiến lược kênh phân phối rộng khắp, chiến lược kênh phân phối có chọn lọc và chiến lược kênh phân phối độc quyền. Cái thứ hai là chính sách dành cho các trung gian. Thì như vậy ở đây có rất nhiều những cái chính sách dành cho các trung gian mà công ty sẽ phải triển khai để bảo đảm tính hiệu quả và cái khả năng quản lý cũng như cái mức độ hợp tác của các trung gian phân phối. Và thứ ba là vấn đề tổ chức quản lý kênh, tổ chức quản lý kênh. Và cuối cùng là phân phối vật chất. Thì đây là một số những cái nội dung cơ bản trong chiến lược phân phối mà chúng ta cần phải lưu ý và đọc thật cẩn thận.